Thưa quý vị, lần đầu tiên âm nhạc của hai nghệ sĩ Phú Quang và Đỗ Bảo sẽ cùng hòa quyện trong một chương trình âm nhạc. Và đây là đêm nhạc mở màn cho chuỗi chương trình Hà Nội Mùa Chuyển diễn ra vào hai đêm ngày 21 và ngày 22 tháng 4 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Nhắc đến Phú Quang hay Đỗ Bảo là nói đến những bản tình ca. Mỗi người có một giọng điệu, phong cách riêng nhưng vẫn chung mảng đề tài nổi bật là tình yêu, những cung bậc cảm xúc yêu gắn với khung cảnh bốn mùa của Hà Nội. Âm nhạc của cả hai đều giàu tính trữ tình, đem lại những cảm xúc lắng đọng, say đắm với nhiều thế hệ khán giả. Cái đêm nhạc kết hợp như thế này ấy, là một bản thân tôi cũng rất là bất ngờ. Tôi cho rằng là nó là một cái sự kiện khá là hiếm hoi trong giới sáng tác, trong đời sống âm nhạc. Và tôi cố gắng làm cái chương trình thật là tốt nhất có thể, kết hợp được hai cái phong cách âm nhạc, kết hợp được những cái tác phẩm mà có những cái tác phẩm thì giống nhau, tương đồng nhưng có rất là nhiều những cái phong cách khác nhau. Làm sao mà để một cái chương trình nó liền mạch từ đầu đến cuối để khán giả có thể cảm thấy hấp dẫn qua từng bài, qua từng phần biểu diễn. Các ca sĩ thể hiện trong đêm nhạc là ca sĩ Thanh Lam, Tấn Minh, Ngọc Anh và Hà Trần. Trong chương trình, khán giả sẽ được nghe một số sáng tác của Phú Quang do Đỗ Bảo chuyển soạn lại, trong đó có những bài hát da diết về Hà Nội. Sự kết hợp giữa hai phong cách âm nhạc Phú Quang và Đỗ Bảo hứa hẹn tạo nên một đêm nhạc đầy cảm xúc.